Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda MXX nâng cấp hầm hố với một phong cách xe hình. Cái dòng Honda Roam hay được gọi là MX ở Việt Nam có một cái bản nâng cấp ngoại hình với khả năng vận hành rất là tối ưu, tổng chi phí gần 1.000 USD. Cái xưởng độ là K-Speed Custom có trụ sở đặt ở bên Thái Lan đã giới thiệu một phiên bản nâng cấp cho cái dòng là Honda Roam hay được gọi là MX ở Việt Nam với tên gọi là Super Roam. Bản độ này không chỉ là thiết kế mà còn tăng thêm khả năng di chuyển ở những cái địa hình xấu. Có tổng cộng là 15 chi tiết nâng cấp, hầu hết thay đổi phần quay gió cũng như các trang bị như đèn báo rẽ, phóng xạ. K-Speed Custom hiện phân phối nâng cấp Super Roam với 3 tùy chọn màu sắc gồm đỏ đen, đen và xanh đen. Nếu so với dòng Honda Roam nguyên bản thì cái bản độ Super Roam của K-Speed cũng được bổ sung thêm một cái bộ lớp chai chuyên dụng cho các cung đường gồ ghề. Đáng tiếc, bộ lớp này không nằm trong cái gói nâng cấp của Super Roam. Trang bị thêm chắn bùng phụ ngay dưới cái cụm đèn giúp cho con chiến mã trông rất giống như cái dòng Adventure Touring mà có lớn. Cái đèn báo rẽ nhô ra bên ngoài đã được K-Speed Custom nâng cấp loại đèn LED nhỏ gọn. Ngay cái khu tay con tay phanh có thêm cái bảo vệ hạn chế tình trạng bị gãy khi xảy ra sự cố. Một cái điểm nhấn nữa ở ngay cụm phóng xạ thì đến từ là thương hiệu đến từ là D-Blue. Nguyên so với phần bản thì cái ống xả này ngắn và trông là cổ điển hơn. Phần đuôi xe trông gọn gàng hơn nhờ vào lọ bỏ cái chân bụng phía trên. Hai vào đó là bộ chắn bùm rời tích hợp vị trí chắn biển số đặt ở phía dưới. Cây Bix System cũng cho chúng tôi biết cần bỏ ra khoản tiền là phải 1.000 USD để sử được cái bộ nâng cấp này. Exeter 110 phá cách với cái sạc của Mã Lai. Cái chiếc Exeter 110 độ hôm nay gần như đã được lột xác hết toàn bộ món đồ chơi quốc dân từ các hiệp định đám khác nhau để hòa hợp tạo ra một siêu ẩm mang đậm phong cách của Mã Lai ở đất Việt. Khoác cho mình một cái da màu đen nhám kết hợp bộ tem vàng đồng hợp màu với phần lốc máy của Exeter 110 chiếc xe sử dụng. Ngoài ra những chi tiết này thì chúng ta hãy cùng xem biết em ấy có những thay đổi gì tiếp theo nhé. Đầu tiên chính là phần tỏa thắng của Rainbow Exit giúp kiểm soát hành trình phanh trước chiếc xe được tốt hơn. Bộ cụm cấu tạo to lớn phải khoét nhẹ phần nhựa nhám để nền trong bị phá lắp. Hai bên là cái cặp cụm công tắc đi cùng với cụm ga thì đến từ Domino của Ý. Chi tiết phần tay con xong của tiếp em và ở dụng cái con dây như phần nguyên bản từ nhà xuất đưa ra. Các chiếc bình dầu Rainbow bắt phía trên để hắt não người xem và tạo ra cái sự cân đối cho cái phần bình dầu bên tay thắng. Đồng bộ chuyên dụng với lực của Arasen DC1 giúp cho việc canh chỉnh EQ đo đạc và độ chuẩn rất cao. Trang bị thêm cho lực Matrix kẹp sườn chăm sóc phần đầu xe cho độ cao. Một sản đi cùng với 16 chế độ tăng chỉnh dễ dàng thao tác thông qua cái phần núm gần ngay cái ti chân phụ. Cái chân dung của chiếc xe khi được nâng cấp lên cái thương hiệu phanh là của Rainbow đi cùng với đó là một phiên bản là Bilis mang mức giá tầm khoảng 3 triệu đồng. Chưa hết, công chế cháo phát heo dầu đi kèm. Cái cặp dầu heo bấm đầu được trang bị thêm để tăng cái độ thẩm mỹ. Một cái bản nâng cấp đẳng cấp thế này thì không thiếu được cái phụ ni chân và dầu rời được nhiều anh em lựa chọn trong những năm gần đây, nhất là những dòng xe dẫn chuyển trên bình và chân phụ chỉ có nước đứt chỉnh để kiểm soát cái độ đàn hồi của phụ. Và ở đây chúng ta thấy chi tiết đèn hậu đến từ thương hiệu TST. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Chi tiết nhớ like, subscribe.